đi. Vừa đi gửi xe xong giờ đi vào bến tàu. Ồ, đẹp quá. Đây là sơ đồ phòng vé này. Vé mình mua sẵn trên mạng rồi, giờ chỉ xếp hàng và đi thôi. Khá đông người xếp hàng. Đây đâu ấy vé hả? Chết vé mà mình mua rồi, nó có sơ đồ rồi. Em đi em xếp hàng này. Đây, nó có nội trình kìa. Lộ trình vé này. Để ra mình xem. Đây lộ trình vé này. Một bến tất cả. Mình đi bến Ninh Đông. Bến số 1 bến Bạch Đằng. Đây là nội quy bến Bạch Đằng. Đây nội quy tàu thủy Bạch Đằng này. Chung là phải tuân theo quy định của ga tàu thủy Bạch Đằng. Lịch trình tàu chạy mình đi tuyến là tuyến tầm 2:30, bây giờ vào phòng đi xếp hàng đấy, đi xếp hàng. Đây. Đi vô trong đứng còn này trời nắng quá. Đi vô trong đứng thì cho chết trước đi. Xuất bến là ba rưỡi à? Đâu, 3:30 là bến của Ninh Đông đúng không? Mà đây. Đây. Mình đi từ 2:30. 3:30 là chuyến về. Đúng rồi, 2:30. Đi ngồi đây. Kìa, ngồi chỗ kia ăn đi. Đấy, ngồi chỗ ấy. Ngồi chờ tàu tới. Không hả? Không ăn chứ sao anh? Cho bố anh mấy. Nghe.
mà anh chờ tàu tới. Đúng một chai nước rồi. Em gặp á, chạy ra cho anh xem. Chạy nhớ, một chạy nhớ của. Trước cái tòa nhà này đây chùa bán vé, quầy bán vé, quầy bán vé, quầy đứng được chắc bên kia rồi. Rồi, mua nước. Cho em mua hai chai nha Vi. Đúng rồi. Bao nhiêu ạ? Bây giờ đâu anh ạ? Hai chai nha Vi 50. Ở đâu em? Em ơi, thì hai chai xuống. Cả em siêu. Rồi, cảm ơn em. Đây em. Cảm ơn. Hình như chiến 14 giờ, 14 giờ. À, 14 giờ. Cái này 14 giờ, mình 14 giờ 30. 14 giờ 30. 2 giờ 15 mới xuất hàng. Ơ sao trên cái kia lại không có ấy nhỉ? Không có vé 14 giờ nhỉ? À hết rồi. Đến Thanh Đa thôi nè. Bây giờ hết vé rồi. Đến Thanh Đa tao nó ăn chơi. Mình đi đến cuối đi đâu luôn đó. Xếp hàng chủ yếu sau. Không phải là đi chơi.
chỉ chú. Cái xa kia không được. Xa kia là dùng mình chỉ dùng vừa vài hai vài ba buổi mình bỏ đi. Giang ở đâu? À, có mất có. Hôm mai thấy vui ra. Đưa bố bố đi ra. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.